Quang Trung diễn viên hài nhưng muốn nghiêm túc theo đuổi nghiệp cầm mic. Và em thấy là dù diễn xuất hay là hát hò gì thì miễn chúng ta còn được làm nghệ thuật, chứ còn diễn xuất thì em vẫn rất là đam mê. Vẫn diễn xuất bình thường à. Yêu hát, yêu diễn. Từ nay ranh giới giữa hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà. Quang Trung là một trong những diễn viên hài có giọng hát nhận về nhiều lời khen của khán giả vì hát trước cảm xúc. Mỗi lần lên sân khấu, Quang Trung đều cống hiến hết mình. Trước đây từng có khoảng thời gian anh chàng hát live một lúc 6 tiết mục trong hơn 1 giờ đồng hồ. Quang Trung thể hiện đầy tự tin cùng với ban nhạc sau thời gian học thanh nhạc từ cô giáo nhạc sĩ Phương Uyên. Và trong một chương trình âm nhạc, Quang Trung đã mạnh dạn đến casting, mà theo ban giám khảo chia sẻ thì các thí sinh họ gặp trong cuộc thi đa số là các bạn trẻ Gen Z, thì Quang Trung có lo ngại vì phải cạnh tranh với họ. Trong khi các bạn trẻ đu dây, lộn mèo thì Quang Trung liệu có bắt kịp? Quang Trung cũng nghiêm túc chia sẻ có thể trong diễn xuất anh có kinh nghiệm, nhưng về mặt ca hát anh lại đang hát bằng đam mê nên cần nhiều va chạm để học tập thêm. Còn nhiều cái cần phải học, trau dồi và trải nghiệm nhiều cái thứ mà anh chưa trải nghiệm. Bên dưới bình luận có rất nhiều người cho biết vòng casting này chỉ biết thí sinh mà không biết giám khảo. Quang Trung bộc bạch, trước đây chưa bao giờ Quang Trung dám nhận mình là ca sĩ hết. Trung không nói gì cả, ai hỏi cũng chỉ trả lời là đi hát cho vui thôi. Nhưng mà sau đó nghĩ lại không có được. Mình đi hát, người ta trả tiền cho mình, thì đâu thể nói là mình đi hát chỉ vì vui. Hai tiếng ca sĩ chính thức được Quang Trung đón nhận như một động lực để cố gắng khắc phục những khuyết điểm trong giọng hát để trở nên xứng đáng. Những lần cầm mic đạt triệu view của Quang Trung có thể kể đến như trong chương trình Sàn đấu ca từ vào cuối tháng 5 năm 2019. Quang Trung tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng khi thể hiện bản live hit triệu view Trái tim em cũng biết đâu của Bảo Anh. Giọng hát cảm xúc trầm ấm của anh gây nghiện và sẽ khiến những ai đang thất tình chắc chắn sẽ bật khóc khi nghe ca khúc này. Vào tháng 2 năm 2019, Quang Trung đã tổ chức buổi họp fan đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Cũng tại đây, anh đã chiêu đãi các fan bằng bữa tiệc âm nhạc gần gũi cây nhà lá vườn. Anh đã mashup hai ca khúc Người ta nói Hồng không một. Phần hát ngẫu hứng của Quang Trung được chia sẻ, nhiều fan để lại lời bình luận tích cực khi bạn sinh ra để làm ca sĩ, nhưng số kiếp lại đưa đẩy bạn đến với nghề diễn viên hài. Quang Trung từng thực hiện MV cover Mình yêu nhau từ kiếp nào sau khi hoàn thành web drama Ai chết giơ tay của Huỳnh Lâm. MV được quay trong studio đơn giản, chỉ có người đánh đàn và nam diễn viên ngồi trên ghế ngân nga từng câu hát như trót mực vào tai. Mình yêu nhau từ kiếp nào được thể hiện bởi nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Nhưng qua giọng hát của Quang Trung, ca khúc này mới được phổ biến rộng rãi. Tính đến 8 tháng 6 sau 10 tháng ra mắt, MV này đã cán mốc 38 triệu lượt xem. Đây là con số kỷ lục đối với MV của một danh hài và cao vượt trội so với các MV của các sao hạng A V-pop. Không chỉ riêng về MV mà những lần hát live ca khúc này của Quang Trung, lượt xem luôn luôn đạt trên triệu view. Bạn thấy Quang Trung có phù hợp lấn sân con đường ca hát chuyên nghiệp? Hãy cùng chia sẻ với Giang nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!